Trời ơi, dính quá, còn có cái tẹo à. Ai ơi, đừng cay lắm đi bơi cay quá. Bây giờ mình bật sức to luôn nha các bạn. Nó sôi ùm ụp luôn rồi. Thì hôm nay team mình sẽ đóng một clip đó là lên đồng bắt chim chép nha các bạn. Và ngoài ra nếu mà thấy con nào team mình sẽ bắt con nấy, tại giống như dạng như sinh tồn, bởi vì team mình không có đem bất cứ đồ ăn gì theo ngoài là mình nước thôi. Khi mình có đem theo bộ đồ có gì mình xuống mình mò, mình lạnh quá mình lên hai đồ nha các bạn. Rồi bây giờ mình clip vô thôi. Rồi đi. Nãy giờ thì team mình có đi đoạn đường rất là xa nhưng mà không có quay lại cho các bạn xem, tại vì đỡ mất thời gian nha các bạn. Mình sẽ lên cánh đồng mới để bắt chim chép, mình không có lên cánh đồng cũ nha các bạn. Các bạn hãy theo dõi coi coi cánh đồng mới có đẹp không nha. Quá trời trời mưa mới xong, xình quá trời mấy đứa. Dạ quá trời luôn. Kiểu này chắc thả đi chân không để hồi sức chép cái đồng ăn. Ôi cái mương này có hồi đó quá trời chim chép luôn. Để một chút, để giờ mình xuống mình mò coi thử con mấy chim chép. Đây đây đây, cầm cho. Cố lên lên mình xuống con đi. Mình xuống thôi được chứ. Đúng rồi, để mình xuống mà con có cái phòng. Mùa này không có các bạn ơi, mùa nắng chim chép chết hết rồi. Xuống được lên. Giờ team mình không thể nào mà nhét đi được sách luôn các bạn ơi. Quá tay chính xình nè. Giờ con còn dính nữa mà. Con nè. One hour later. Các bạn thấy cái đồng không? Hả, mình văng lưới bán đây nè. Giờ mình sẽ qua bên kia mình bắt chim chép nha các bạn. À, đi con ơi. Quá à. Quá, quá tay xình rồi. Trời ơi, hôm trước cái hang mình đi á, ngồi gai á, nó có chút xíu, bây giờ nó lớn lên rồi nè các bạn. Wow. Wow, xình tim mình đi chân không luôn các bạn. Cảm giác sinh tồn luôn các bạn ơi, còn Vinh nó đi gì đâu mà dễ còn hơn nè. Dễ rùa, dễ rắn luôn. Lúc trước mà mình bắt văng lưới bén bắt cá đây nè các bạn, giờ mình sẽ đi tuốt lên chảnh, mình bắt chim chép luôn. Wow, tuốt chảnh luôn hả Minh? Là cây gì vậy, em thấy xanh xanh nè. Trời ơi, có vậy em cũng hỏi nữa, cây này là cây rau má. Cây này là cây rau má. What? Ôi ui ui, cây này là cây rau má. Quá đời, mình tôi cũng thích hồn luôn. Ở đâu mà có đường đan này đi đảo quá. À, em thấy mấy trái dừa kìa, bẻ dừa uống đây. Được. Đâu được đâu, tụi con mình phải xin phép người chủ hoặc là mua người ta mới cho, con mới bị la đó nha. Yeah. Rồi đi tiếp đi. Bị quýnh luôn á. Ờ. Bị đuổi ra khối giường này luôn. Ơi, đúng rồi đó. Cho giường còn còn mấy giờ lén nữa hả? Nani? Ủa tới đây rồi đi nào anh? Có chết nè em. Rồi quẹo. Nãy giờ team mình đi xa và dù mệt lắm luôn rồi các bạn. Các bạn nhớ like và đăng ký cho kênh mình nha. Trang nói đúng rồi các bạn. Các bạn nhớ like đăng ký để team mình có động lực làm những video hay tiếp theo cho các bạn xem nha. Nãy giờ mình đi mấy cánh đồng mệt ghê luôn các bạn ơi. Mình thấy con sông này, để coi mình xuống từng nội quá chim chép nha. Xuống coi coi sao anh tụi em đây nha. Ôi trời ơi, trời ơi, Minh. Sao không anh? Có hơi sâu sâu để anh xuống thôi. Sâu quá, đó, hôi ngập tới đầu Minh rồi. Ôi, dạ? Bút chim chép khổng lồ luôn. Đâu? Ủa? Chim chép trong các bạn ơi. Chết rồi, cái vỏ của nó đó. Thấy con chim chép bự, tưởng nó sống, ai về nó chết là mình mừng hụt. Luôn lẻo tối hết trơn các bạn ơi. Để mình lên. Rồi lên đi Minh ơi. Qua mấy người kia có không? A few moments later. Ôi ơi, ui, con vỏ chai bự chập quá luôn, chắc như đây có quá trời chai luôn á. Dạ. Ôi để xuống mở. Em cũng xuống hả? Em trong thời gian mở, tụi con văng cá lưới bén thử coi, cá nó dính thì dính, nếu mà coi cá mình bắt luôn. Dạ. Anh phải để xuống rồi con. Ở đây con ném 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 ơi, lỡ xuống lẹ luôn. Trời ơi, tụi con ơi. Trời ơi. À dữ à. Quá nhiều luôn. Ôi đây nó nè, con bắt con chim chép. Mẫu nè, mẫu nè, mẫu nè, 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 nè. Con bắt con chim bự chành lắm rồi các bạn ơi. Đem anh, gọi xuống nhân viên đi. À, bắt được con nè. Ôi ơi, dính quá, còn tới cái tẹo à. Ây ơi. Ây ơi, dính quá. Ây ơi, trai mình bắt con bự quá các bạn ơi. Ờ, con bự nhất trong đó luôn. Chấm cho Vinh 10 điểm nha. Dạ.
bây giờ mình lội qua mương luôn nha các bạn. Mình phụ mấy đứa lượm ốc với lại dăng lưới bén luôn. Mấy mình đánh ca các bạn ơi. Mình có lương thực rồi Minh ơi. Trời ơi, cá này nó to. Trời, thả quay đây cho con Minh ơi. Bao chụp nha. Anh ảnh qua chứ sao chụp con. Thôi nha. Wow, con cá phi trắng phiếu luôn các bạn. Thịt mình nghĩ rất là ngon đây. Giờ mình qua mương thứ hai mình dăng nha các bạn. Mục tiêu của mình là bắt cá với chim chép nhiều nha các bạn. Rồi bây giờ mình qua bẫy bắt chim chép đi. Lấy bé mình bỏ lên đi. Ok. Ê, mấy em mò nãy giờ có chưa? Chưa. Nãy giờ hồi nãy tụi em mò hết. Ê, có con nè. Đâu đâu đâu. Sống chết. Sống. Rồi, sống. À, có con nè. Cái gì? Trời, con nhận nhỏ này. Con nhận nhỏ mà bắt được hay vậy? Mất mấy con chép bự luôn. Bởi vậy nãy giờ hai con chép bự là bắt không ha. Lát cho chị Văn nha. Dạ. Bây giờ mò qua bên đây đi. Bên kia chắc hết rồi đó. Xong. Sao? Ủa nè. Vậy? Ủa nè. Trời ơi, lưới bán con cá gì nè mấy anh ơi. Anh ơi, lưới bán con cá. Sao không có là tôi chim chép bự. Trời ơi, cay là dở quá. Anh Mạnh, anh Minh ơi. Đâu đâu, để anh coi coi thử. Chạy 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 chạy. Nè nè nè, con cá. Ôi, cá lúc kiếm nữa. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, con cá lô kiến này nhỏ quá hả đi. Trời mà ơi. Ăn cá phi nó cũng giỏi nhưng mà mình ăn luôn. Cá phi nó có thịt. Nãy giờ team mình bắt được 3 con cá phi với mấy cá mấy chim chép nha các bạn. Ủa, Vinh đâu rồi Trang? Ủa, Vinh đâu vậy? Vinh đâu rồi? Trời ơi, đó. Em tính đồ chút xíu mà. Mương Minh đây đục rồi, bây giờ mình qua mương Minh kia nha các bạn. Giờ mình bật xin to luôn nha các bạn. Bự chà ná luôn. Ê, 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 nó phóng ra nó tính kẹp con đi. Kéo lên coi. Nãy giờ ba mấy đứa bắt có con gì không lâu dữ vậy? Đâu rồi? Gì Trang? Ở đây nè. Ôi, trời ơi, cảm ơn cho mấy tụi. Trời ơi. Trời ơi, bự ghê luôn á. Trời ơi, có con gì bự bự trong đây nè. Có gì? Cái bự luôn. Đâu luôn coi. Nè, trong đây nè, trong đây nè. Ôi, là cái gì cái lắm vậy? Cá lóc hả Minh? Từ từ thôi nha, coi chừng nó xảy á, buộc con đụng nó hả? Dạ, cá lóc hả? Để em bắt cho. Trời, anh bắt con không nổi nữa, nó chi vậy? Cố lên mạnh. Cố lên. Cá lóc giờ quá. Nửa càng lại, cái đường ra. Chậm cái đường ngoài cho. Đâu đi, em bút xuống em. Ôi, cái đường trong đó mạnh, mọi bộ xích xích luôn. Bà có phải đụng nó chưa, có đụng nó không? Có đụng luôn à. Trời ơi. Con nắm cực mạnh quá mà. Hồi nãy con sợ nó sẽ nên con bóp hai cái mạng nó cứ ngắt luôn. Ai ngờ nó bây giờ nó vậy rồi. Hình thấy không? Cái hai cái bay nó nè. Bóp mạnh nó đau hay gì nè. Xíu xíu anh nặng em luôn. Trời ơi tưởng đâu gì xíu anh nặng luôn. Em luôn. Rồi thôi rồi, rồi con ơi mở cái đây đây. Không? Mục tiêu hôm nay là mình mất chim chép ở nhà dính cá quá trời luôn các bạn. Có một con. Ừ đúng con rồi. Con bé con cá hay gì kìa Minh. Đúng đúng được luôn. Ôi con cá phi nó nổ trên mặt nước rồi. Con lấy. Ủa sao có con nào vậy? Con kìa. Con à. Trời ơi. Trời con làm con hồi hộp lắm nè. Ôi con đọc mẹ chết à. Mà bắt chim chép đã thuộc về Quang Vinh rồi nha. Nãy giờ mình bắt chim chép
mà dính cá hoài, bây giờ mình không nhân lưới nữa, bây giờ mình bắt chim chép nha các bạn. Rồi tụi con tranh thủ đi, đầu mình lên mình nướng ăn coi. Dạ, nhiều dữ lắm rồi đó. Thôi bây giờ mình tập trung bắt chim chép đi mấy anh ơi. Ừ. Nãy giờ mình bắt chim chép ít lắm á. Ừ, để anh bắt. Con nhận mấy cái mương này cá quá trời luôn các bạn ơi, mình mà giăng lưới là bắt mệt nghỉ luôn á. Thôi cứ mương rồi, bây giờ mình qua bên kia đi anh em. Mương này mình thấy con cá kêu mạnh mỏi các bạn. À, không. Ủa? Trời ơi. Ơi. Cá ok. Ơi, mọi người. Mọi người ơi. Cái gì? Ơi, đi con mũ ra. Con cá. Con mũ ơi. Trời ơi. Con mũ quá trời mũ luôn các bạn ơi. Đúng là chỗ này nhiều chim chiếc với ngọc trai lên mình đã luôn. A few moments later. Rồi thôi được rồi mấy đứa ơi, cô thấy một bịch chim chép luôn nè, rồi cá nữa. Thôi giờ mình lên tắm rửa rồi mình lên thay đồ nướng cá ăn đi. Giờ mình thi bơi đi ẵng nha. Dạ. Tắm đi bơi. Hai. Five minutes later. Rồi thành quả của team mình nãy giờ bắt đây nha các bạn. Cá, con trai và con cá lóc khổng lồ. Và đặc biệt con cá lóc này là của con. Quá trời luôn. Dạ bạn ăn chim chép không? Nếu mà ăn chim chép thì phải chia sẻ con cá lóc. Ô, thôi đừng nói nhiều nữa, bây giờ mình bỏ vô đi. Mình kiếm chỗ nào mình ấy thang mình nướng nha. A few moments later. Mình thay đồ xong rồi nha các bạn, mà nãy giờ mò chai với bắt cá nó bụng quá các bạn ơi. Ờ, mình cũng đói nữa. Em cũng đói nữa. Thôi bây giờ á, mình lại kiếm cái đồng trống kia mình nướng cá ăn mấy đứa ơi. Dạ. Bây giờ mình đi về đường cũ nha các bạn. Đây mà về cánh đồng nó khoảng nửa tiếng hồ nha các bạn. Đi nãy giờ nửa tiếng hồ mệt quá các bạn ơi. Giờ kiếm chỗ nào đốt lửa đi rồi mình ăn luôn. Đói bụng quá. Cô thì nãy giờ mỗi cái chân mà khát nước nữa. Từ đầu ở nhà thì mình suy nghĩ lên đây sẽ bắt con trai nên mình có thắng mở hành để trang lên nướng ăn rất là ngon nha các bạn. Rồi trời mưa này thì mình mua than đem theo. Nãy giờ cái team mình đã giấu bịch than ở dưới cái lùm đó các bạn, giờ mới lấy lên nè. Rồi tụi con phụ nhóm nữa lên than lên đi. A few moments later. Bây giờ mình nướng cá lóc trước rồi mình chiết mở hành nha các bạn. Trời ơi con nói cá lóc mà phết mở hành tôi đúng bài luôn á. Đúng rồi. Mà anh để nằm miếng xuống, để nằm miếng xuống con. Đây. Đó. Cắt lá chuối. Giờ mình cắt bẹ chuối này mình phết mở hành nha các bạn. Lưới ăn nhiều quá mình bỏ chai vô luôn nha các bạn. Vô đi cô phụ quán nha mình. Mình tới. Con trai này mương đồng rất là sạch nên mình không có ngâm qua đêm nha các bạn. Cảm giác hồi nãy mình bắt cá lóc trời nó đã gì đâu. Trời ơi mình bắt nó quậy quá trời luôn. Mình cái sông mình bắt nó kẹp cái mai nó cứ nhắc luôn cái sông nó xịn nén luôn. Trời mình chép mà lên nha các bạn. Rồi chép vô đi Minh ơi. Trời ơi nhìn cái hèm mà đó. Chép vô đi rồi thấy nó bay lên thơm nữa. Đó. Hành lên đi, hành lên. Thấy nó bự gì nó có chút ác vậy. Có đỡ ăn công con ơi. Còn đòi hỏi nữa. Trời ơi thơm quá anh. Em chịu hết nổi rồi. Em đói bụng quá mấy anh ơi. Rồi từ từ. Trời ơi cái con này nó bự kìa. Rồi tép mà hành lên Minh. Trời ơi nó mập dù luôn. Chút con em chia cái ăn nha. Dạ. Ok. Ít ít thôi nha Minh. Số lượng có hạn đó con. Thôi được rồi. Rồi con trai này chín rồi mình gắt ra nha các bạn. Ê, ừ nó nóng. Rồi hai con vô. Rồi đưa con bự vô. Trời ơi các bạn ơi, đang đói mà thấy cái cảnh này nữa thèm quá các bạn ơi. Làm như có mình anh thèm á. Em nãy giờ em nuốt nước miếng ực ực luôn à. Thôi đi tụi con ơi, nãy giờ ai cũng thèm hết á, mà để cho chín không lẽ giờ giới ăn sống. Nó sôi ụp luôn rồi. Nó sắp chín rồi đó con. Dạ. Rồi bây giờ mình ăn con trai trước đi mấy đứa ơi, thèm dạ, quá rồi. Đổ muối vô. Ủa, tắt chưa? Ừ, nãy tắt chưa? Tắt đâu tắt đâu? Có khi ngập chai mà có chai không anh em? Thôi ơi, nằm mơ đi con ơi. Rồi ăn đi. Mời các bạn nha. Mời các bạn ăn con trai nha. Em chát thử vô coi. Trời ơi, chảy nước tùm lum. Ờ nó mềm béo béo. Mình mời các bạn nha, chả nước miếng luôn các bạn ơi. Hết béo. Nó dai dai ngọt ngọt. Ngon quá. Không có uổng công mà mình thắng mặn hành đem theo nha các bạn. Quá đã chua chua. Mặn mặn ngọt béo nữa. Ngon quá các bạn. Ngon quá đã. Ngon.
Ôi, con cua hoàng đế này gặp quá trời luôn bạn ơi. Cái bạn này nha. Cua cần có chút béo mà con ra cua hoàng đế. Ê, cua của tôi bắt mà bạn ăn luôn rồi. Cái miếng đi. Cái cây thai đi. Nè. Nè. Xương không. Mình bắt chim chép với cá hết 4 tiếng. Nướng lên 2 tiếng nữa giờ đói quá rồi cô. Con lấy cá gà ăn đi con. Bây giờ sống sống con cũng ăn nữa, chị hết nổi rồi. Rồi, được rồi. Bây giờ cô gắp lên nè. Cô gắp lên đi, mình chém mạnh lên cô. Ok. Nè, 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 mình me con cá này dữ lắm rồi nha các bạn. Rồi mấy đứa bắt ăn đi nha. Dạ. Từ nha. Không nóng để mẹ bóc cho Vinh nè. Ăn mời cái thầy nè, chỗ này mẹ lấy rồi nè. Ngon, thịt nó ngọt quá các bạn ơi. Đúng rồi. Có điều. Nó ngọt, nó béo. Mời các bạn nha. Đâu đâu, ngon quá. Mời các bạn ăn nha. Ôi, nó ngon. Cá lóc này nó thịt ngon quá, không uống cơm mình bắt cá lóc này. Đói đói mà ăn cá lóc mà vô hết sảy luôn bạn. Thôi video của team mình cũng khá dài rồi các bạn, chắc team mình dừng video tại đây nha. Và mình sẽ ăn ráng ăn hết cái số cá với lại số cay này, tại vì trưa giờ team mình cũng bỏ công sức ra bắt rất là cực. Thôi team mình chào tạm biệt các bạn nha. Chào tạm biệt các bạn.